Rồi, chào các bạn người đang xem ha. Sáng đi mình giới thiệu mấy bầu hơi và mấy cái dòng máy mình mới gáp xong nha mọi người. Máy thì động cơ 411 ha. Dàn chân inox nha mọi người. Rồi, sẵn đi mình giới thiệu trước cái bầu hơi ha. Bầu hơi thì mình đang có thì hai loại bầu nha mọi người. Bầu loại thấp và bầu loại cao ha. Thì bầu loại thấp thì mình bán gọn cái chân luôn nha. Chân đi nè. Đây. Như vậy là một cái, như vậy là gồm chân luôn thì mình bán 100.000 nha. 100.000. Còn loại cao cũng vậy luôn nha mọi người. Một chân cũng 100.000 nha. Mình đang có thì nó hai ba loại gì lận. Bên đây loại trừ nước hồi nè. Gắn bầu trên nha. Đó, loại trừ nước hồi. Và đây là loại bịch nước hồi. Bịch nước hồi thì anh em khóa luôn cái nước hồi nha. Đa số bây giờ ta xài là bịch nước hồi nhiều nha mọi người. Nói chung là cái nào cũng 100.000 hết trơn nha. Nếu mà lấy thêm cái nắp bịch nước hồi này nữa thì 5.000, tính thêm 5.000 nha. Còn cái thanh inox thì 20.000. Đó, nói chung là mình bán không có bao ship nha mọi người. Còn cái tay lập gác này mình bán 95.000 nha. Tay lập gác inox có khóa luôn nha mọi người. Ở trong nó có cái chỉ lá dĩ lập gác ở trong nè. Đây là mình tháo ra cho các bạn xem ha. Nè, cái dĩ lập gác nó rất là dày luôn nha. Dày và dài. Nói chung là nó hạn chế tối đa là bét bị nghẹt gác nha. Thường thường anh em xài lược ở ngoài thiệt, nhưng mà gác nó vẫn vào trong bình được nha mọi người. Thì anh em gắn thêm cái này nó xịt là ok luôn nha. Inox 3.4 nha mọi người. Đó, ở ngoài thị trường nó cũng có bán inox 2.1, mình cũng lấy nha. Với loại bằng nhôm nữa. Nhôm thì xài một lâu nó bị nổ nha. Đó, anh em là có mua thì đặt hàng thì sẵn mua đó mình đặt chung luôn. Nó bầu hơi loại cao, loại thấp mình có đủ, anh em muốn xài loại nào anh em xài ha. Nói chung là mấy cái này anh em chắc cũng gần rồi, em cũng không có quảng cáo nhiều nữa ha. Anh em nào ủng hộ được em thì mua ủng hộ em. 100.000. 100.000 là gồm một cái chân với cái bầu. Còn một cái chân rồi thí dụ mà lấy luôn thanh inox hai bầu, hai thanh inox nữa, một thanh inox hai bầu thì 220. Này đợt này do mình lấy không có qua trung gian nha, mình lấy trực tiếp bình xưởng luôn thì ra là giá nó giảm nhiều và so với trước nha mọi người. À, thì bên đây mình đang lên có 5 bình nha. Đó, bình thì mình có hai mẫu bô. Loại bô đầm, bô ngang, loại bô đứng nha. Đó, hai loại nha. Chân thì chân inox nha mọi người. Đó, động cơ thì động cơ 411 nha. Cơ bốc 11 giống như trang như bên Thái luôn nha các bạn. Đó. Chân thì bằng chân inox 304 hết nha. Bầu này thì mình vàng này mình gắn hai bầu bơm máy vuông ha. Tôm lớn này mình chưa lắp buri vô nha. Rồi mấy kia mình lắp rồi nè. Nó chơi inox 304. Bô rồi bôi inox 304 hết nha. Mình xăng trên. Ở đây có lập gác luôn nha, lập xăng dưới này luôn nha mọi người. Đây cái bình lọc xăng trên này. Không có lọc xăng trong bình nha, lọc xăng ngoài. Bầu thì mình xài bầu cao nha. Nói chung là mấy cái chân mình tự làm thì mình gắn bầu cao thì nó ok, tại vì mình làm cao hơn cái chân nhựa nha. Nói chung là nặng nó cũng tương đương với máy GX35 thôi nha các bạn. Đây quay cảnh cái bô của cái loại này. Bô này thì bô cong ha. Bô này tiếng nó giòn hơn, nhưng mà nó nghe hơi lớn hơn cái bô này. Bô này tiếng nó ấm hơn nha. Trời hơi chá, anh ra quay nó hơi bị giấy các bạn. Có anh em nào có mua hay đặt hàng gì liên hệ mình ha. Anh em có đặt hàng thì liên hệ mình trực tiếp qua mình ha. Tại vì mấy này mình không có báo giá trực tiếp trên trong video được nha. Tại vì mấy con này mình nhập, nói chung là nhập nước ngoài về hết. Thì mỗi lần nhập về thì giá nó có thể là cao thấp như các bạn. Tại vì tính theo tiền tệ mà, lúc cao lúc thấp. Thì rẻ thì bán thêm rẻ, còn mắc thì bán thêm mắc ha. Đó, anh em có đặt hàng thì liên hệ mình, số điện thoại rồi mình có để trên màn hình. Bầu hơi, bơm mình xịt. Mình chỉ bán nguyên con vậy thôi nha. Còn anh em muốn mua rồi thì đợi khoảng tầm tháng ngoài thì nó mình có bán rồi nha. Đó, bán nguyên con vậy là hoàn thiện như vậy nè.
Vậy anh em là chỉ xài thôi. Cái này thì một lít thì xịt được khoảng 22 bình nha. Nói chung là máy mạnh, máy lớn là nó phải hao xăng hơn cái máy nhỏ rồi nha các bạn. Này nọc 40 ly. Nói chung là máy này ba anh em xịt cái cần 7-8 mét luôn nha. Đây thì có mình có bán cần xịt thuốc nha, cần 2 béc nè anh em. Nào gửi đi anh em lắp béc cho anh em ha, cần 3 béc. 2 béc, 3 béc. Ở đây thì có cần 5 béc ha. À, cho anh em nào xịt máy nén xịt cần lượng nước nhiều ha. 2 béc nâng. Ở đây thì cần 4 béc, có 1 béc nâng nha mọi người, xài 2 nắp lá. Nắp inox á. Ở đây bán gồm có này béc ba tiện 8 gem ha. Béc ba tiện 8 gem, xịt cho cần 2-3 béc đó các bạn. Khúc nó nhanh, béc ba tiện là 18.000 nha. Khúc nó nhanh thì mình bán 40.000 nha mọi người. Khúc nó nhanh là giữ chống sóng dây luôn nha. Đây béc kim sứ nè. Béc kim sứ lỗ 1 ly 30.000. Còn đi béc cửa xe chỉnh lỗ 1 ly luôn nha. Lỗ 1 ly 30.000 nha mọi người. Ơ 35 chứ lận. Mấy hàng mình bán là không có bao ship nha mọi người. Ở đây thì có luôn cái nắp cửa xe. Nắp cửa xe này cái mình bán 15.000. Anh em mà có thay nắp thì mình mua nắp về thay thôi. Khóa nước cái 25.000 nha. Qua nước đây là con nối chữ T cái 30.000. Con nối chữ T hàng này mình đặt bên nước ngoài nha các bạn. La bét bịch 60.000 nha. Lắp béc cái 3.000 nha mọi người. Lắp béc có lá có con sẵn nha. Đi nghị bút rảnh nha. Bút rảnh bán cái 3.000. Tì inox. Tì này mình bán giờ mình bán 60.000 nha. Tì inox nha. Bơm mình xịt đồ mình bán đầy đủ nha mọi người, bơm lớn chung nhỏ gì mình cũng có bán nha. Mấy cái này anh em là có mua thì mình cũng có bán luôn nha. Rồi clip làm tới đây thôi nha mọi người.